Thanh Tâm đốt sổ đầu bài mọi người ơi. Lấy bật lửa đốt sổ đầu bài, nữ sinh khiến dân mạng trầm trồ vì chữ bỗng bay mất. Đốt sổ đầu bài. Mới đây, một nữ sinh trung học đã trình diễn màn ảo thuật đỉnh cao trong việc xóa đi mọi dấu vết trong sổ đầu bài chỉ với một chiếc bật lửa. Theo đó, thay vì đốt nguyên cả quyển sổ đầu bài như trước đây, thì bạn nữ chỉ việc hơ sương sương trang giấy qua lửa, tự khắc các con chữ trên giấy ấy sẽ bay đi, không để lại chút vết tích nào. Được biết, để thực hiện được màn trình diễn nghệ cả cũ như vậy, cần phải sử dụng loại mực đặc biệt có thể xóa được, vì không phải mực nào cũng có thể bay màu khi được hơ qua lửa như vậy. Mai nó tự chấm điểm luôn. Ok, vui mê đi ăn sổ rồi. Thậm chí các con chữ bị lửa cho bay màu có thể được khôi phục lại bằng cách cho vào tủ lạnh. Thế nên các bạn học sinh không nên sử dụng cách mạo hiểm này để phi tan đi tội trạng của mình khi được giáo viên ưu ái ghi tên vào sổ đầu bài. Tuy nhiên, màn ảo thuật cho bay màu chữ viết của nữ sinh cũng khiến cho nhiều người phải bất ngờ trước thủ thuật độc lạ này. Một số bình luận được cộng đồng mạng để lại: trường mình không cho xài bút này do để lâu sẽ bị bay màu. Trường tôi thì dùng sổ đầu bài online nên thủ thuật này vô dụng. Xin chị hãy nhận em làm đệ tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.